Xin chào các bác. Em hôm nay em lại giới thiệu cho các bác con robot của hãng iRobot, hàng hàng Mỹ. Hàng Mỹ nhưng mà hàng này là hàng đã qua sử không phải qua sử dụng mà là hàng này là hàng trưng bày. Đấy, hàng tức là vẫn còn mới này. Vẫn còn mới toanh nên là nó trưng bày ở siêu thị thôi. Đấy. Đây, con này là cái con đời của nó là đời 805, tức là đã dừng sản xuất rồi. Những cái con wifi của iRobot là nó ra thì những cái con không có wifi này đã dừng sản xuất. Nên giá của nó thì cũng khá là thấp. Đấy, nó chỉ còn rẻ hơn cả cái con robot của tàu của Debut hay là của Xiaomi nhá, rẻ hơn cả những cái con đấy. Nhưng mà đổi lại thì nó lại được cái chổi hút trên không này. Đấy, chổi hút trên không. Chổi này cực kỳ bền và không bị dính tóc. Ừ, nó hút nó rất là sạch. Đấy, nó giống tất cả những cái con đời cao nhé, tất cả nó giống hết, nhưng mà nó lại khác ở một chỗ là nó không có wifi thôi. Và nó gần như là mới. Gần như là mới. Đấy. Thì con này em tháo pin rồi. Tháo pin ra. Để cho nó khi mà để khách dùng ấy thì mới nắp pin vào, pin mới nhé. Pin khi mà đưa đến tay cho người dùng ấy đều là 100% là pin mới. Nhưng mà pin cũ thì nó để lâu rồi nó hỏng. 100% pin mới. Đấy, phụ kiện. Thì bên này sẽ cung cấp toàn bộ phụ kiện luôn. Phụ kiện và những vật tư thay thế thì các bác cần có thể lấy luôn. Ví dụ đây là một cái tường ảo. Ừ. Tường ảo thì gồm có cả pin và tường ảo đi cùng này. Pin. Ừ. Lốc sạc. Và cái lọc, màng lọc. Màng lọc. Màng lọc của hãng. Đấy. Thì cái con này dùng nó tương tự như các cái con khác mà em đã cung cấp cho các bác. Thì cái con này nó chỉ thua mỗi cái là nó không có wifi. Nó có các cái chế độ lập lịch. Con này có lập lịch nhá. Lập lịch cài đặt giờ, ngày, tháng ở trên này hết. Đấy, nên là về tính năng, nếu mà mình không sử dụng các tính năng điều khiển từ xa ấy, thì cái con này hoàn toàn đáp ứng được và rất tốt. Tốt hơn rất là nhiều so với những cái con mà cùng với giá tiền ở trên thị trường nhá. Đấy, các bác có tham khảo. Bây giờ em thử mở nó ra này. Mở nó ra để đặt cái pin này. Pin. Pin mới nhá. Đây các bạn. Phải cầm hai tay này. Em đặt cái này lên này cho nó đỡ ăn pin. Pin mới mà. Pin vừa sản xuất. Pin mới toanh nhá. Nên là các bạn đi mua robot thì để ý cái nếu mà mua đồ đồ mới thì không sao. Nhưng mà mua đồ cũ thì phải chú ý đến cái pin nhá. Bởi vì cái pin là nó cũng là vật tư tiêu hao mà, nhưng mà cái giá thành của nó thì cũng tương đối là cao. Các bạn nào muốn mua pin của iRobot thì cứ liên lạc với bên em nhé. Vật tư của iRobot, vật tư của Debut cũng có, bác nào muốn chơi Trung Quốc thì cũng có luôn, của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc ở đây là hàng nội địa nhé. Đấy. Rồi. Đấy, con này là gần như là mới. Bác nhìn xem. Bánh xe này. Đấy. Bánh xe này. Tất cả như chưa sử dụng. Đấy. Vỏ này. Không có một vết xước. Đấy, nó là hàng không có một vết xước nào nhá. Bản thân cái con này chạy thì nó cũng không có xước đâu. Nhưng mà bạn nó là hàng này hàng trưng bày siêu thị. Đấy. Đấy. Nó là set này. Đây là cài đặt. Đây là cài đặt ngày. Bấm vào ngày này. Thì ngày thì hôm nay là thứ 6.
thứ sáu xong đến giờ, bây giờ là xem nào, bây giờ là bao nhiêu, 8:43, 8:43 thứ sáu, 8:43 nè, 44 đi, 45 đi, giờ rồi nè, phút này rồi, bấm ok. Đấy thì sau khi cài đặt giờ phút rồi thì mình có thể lập lịch đây, schedule này, lập lịch này. Đấy, ví dụ như là chủ nhật thì đặt mấy giờ, ví dụ chủ nhật em thường đặt là 10 giờ cho nó nằm muộn thêm một tí, còn 9 giờ vẫn còn đang ngủ. Tiếp theo này, phút 10:15 nhớ bấm rồi thôi. Đấy, xong tiếp theo này. Thứ hai. Thứ hai thì đặt là 9 giờ. 9 giờ nhưng mà à, các bác để ý PM là buổi tối đấy nhá. Không phải nửa đêm nó lại chạy khổ ra. AM này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 này. Đấy. Tiếp theo đến thứ ba thì cũng thế nhá. Thứ tư cũng thế đi. Ok. Sau khi lập lịch xong thì bấm ok này. Vậy thôi. Đợi 9 giờ là nó tự nó chạy. Đấy. Còn khi mà bác muốn xóa đi á thì bấm giữ hai phím này. Hai phím dock vào phím port vào clear. Bấm giữ một lúc khoảng 10 giây. Thì nó nổi lên một cái chữ. Đấy. Xong lại tiếp tục bấm 10 giây nữa. Nó lên chữ reset đấy. Rồi. Rồi, khi đó thì bật lên này. Nó sẽ không còn những cái thông tin gì nữa, kể cả ngày tháng. Đấy. Nó sẽ bắt thiết lập lại. Ừ. Nên là xóa đi. Được chưa? Thế thôi. Thì cái con cơ bản thì con này nó hoạt động thì nguyên lý nó chỉ thế thôi. Con này hay một chỗ là nó có cái, những cái con robot thì nó đều có cái chế độ sport này. Chế độ sport này rất hay, là giả sử như là mình dốc cái này ra nhá, thì mình có những cái bụi ở đây này, cái bụi ở cái này này, ở cái này này, cái màng này rất là hay, là nó có cái màng đấy, thì mình bụi ở đây quá đúng không, vỗ 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 này thì bụi ở đây đúng không, bụi ở đây thì sau khi vỗ ra rồi đúng không, các bác đút lại này đúng không, xong bấm vào chế độ sport này thì nó sẽ chạy, nó sẽ chỉ sẽ chạy xung quanh cái vị trí đấy thôi, để nó hút, nó cứ hút xung quanh cái vị trí đấy để làm sạch cái chỗ mà mình vừa dỗ ra ấy. Đấy, nó chỉ hút xung quanh đây thôi và nó không đi ra chỗ khác nữa. Đấy, con này hoạt động rất là êm. Đấy, công suất hút rất cao nhé. Đấy, nó chỉ hút xung quanh vậy thôi. Hút đi hút lại hai lần. Đấy. Thì về cơ bản đấy là cái tính năng sport của nó chỉ có hút xung quanh thôi. Rồi. Đấy. Đấy đây em ơi. Đấy. Thì về cơ bản là cái con này tính năng của nó là như vậy. Và với cái giá thành này thì theo em thì các bác nên mua cái dòng iRobot hàng kiểu như thế này. Vì giá thành bằng cái giá thành của con robot tàu thì các bác nên mua hàng của iRobot nhé. Thứ nhất là nó cũng như mới. Thứ hai công nghệ nó ngon hơn. Thứ ba pin cũng như mới. Đấy thì theo em thì nên mua con này. Còn việc lựa chọn là của các bác. Đấy. Rồi, em bài của em chia sẻ đến đây là hết. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nhé. Xin chào các bác.